Tiếp tục một ghi nhận cũng tại Bảo Lâm, nhưng ở một góc độ khác. Ghi nhận về lực lượng đang đảm nhận vai trò đảm bảo nguồn sống hàng ngày cho những hộ dân đang phải thực hiện giãn cách phòng dịch nghiêm ngặt. Tại Bảo Lâm, các phóng viên thời sự ghi nhận có những thành viên tham gia giao hàng hóa thiết yếu là cán bộ khu dân cư đã ngoài 70, vẫn hăng hái gánh vác chuyện làng nước. Tôi Hồ Xuân Hiển là tổ trưởng tổ 6, ấp 3B, là tôi sinh năm 1948. Sáng là tầm khoảng 8 giờ là bắt đầu tôi ra chợ mua cá, mua rau, rồi mua bắp, mua gà, thế rồi mua nước rửa chén, rồi là coi mua thuốc. Chứ bây giờ bà con nó đau đầu đấy khác mà mình không mua không được, thì buộc phải mua, phải đi ấy, bà con về nằm một chỗ. Thế đây là không có cá biển có, cá đi hồng với lại cọc cút có, còn một năm tôm là không có hả? Dạ. Cái này hai đơn như thế. Rau cải cúc thôi mà. Dạ. Không có thì có rau này ra. Dạ. Rồi, hành gò có không? Có hành tím nè chú, có hành nè. Rồi cá. Cá ở đây rồi. Đây đây cũng có cá. Cháu có đơn cá. Cá đường hồng có. Chính của mình là 162. Trong phạm vi tổ tôi là tôi cương quyết không để ai á, là coi như là thiếu thốn cái gì, cần đi mua tôi đi mua luôn. Đấy, mà tuyệt đối là không cho ra khỏi đường. Chú nghe thực ơi. À giờ từ chú vô rồi. Chú mua cho dây rồi. Đấy, chưa mua xong đâu, nhà ta đã điện gọi. Cái tổ tôi nó dài lắm. Nó không phải là cả một cụm. Tổ tôi là từ ở trong Bầu Ron ra ngoài này là 3 cây cơ. Từ phân đội tí nó đi qua phân đội 6 vào trong tôi 3 cây nữa. Đấy, là mới hết tổ. Đấy, vì dân ở thưa. Rồi lại còn vọng ngóc ngách là tôi không ấy nữa. Đấy, cho nên cái hoạt động của tôi là nó phức tạp. Vì nó nhiều cái đường đi ngóc ngách á. Đâm ra nó chỉ có thuận là một đường cho bà con. Ngày nào cũng đi. À, có khi thì họp 2 ngày, có khi là coi như là họp một buổi vì gấp càng là phải xong là đi chợ cho bà con. À, có điện là hành quân, đấy rồi. À, là vì chúng tôi đấy, nằm trên trực phóng đó, thì mình đã chấp nhận rồi là mình phải làm cho đến nơi. Cái này của con đây là hết như thế là 70, xem là hết 79 ngàn, đây con xem đi. Vâng, đưa tiền nhé. Đưa rồi, đây, tiền đây này con. Thế bao nhiêu, cộng hết bao nhiêu con? 79. 79 mà cả cá cả ấy vào. À. Này con thối lại này. Vâng, đưa tờ nhiêu? Tờ 200, vì nó không có tôm nữa. Nhá, là 100 này. Là 79 rồi phải không? 79, 80 này. Thôi, cầm nó đủ. Không. Cái này các chú học rồi. Luật pháp không cho phép nhá. Con thông cảm nhá. Dạ. Nên là dạ, cũng thiết thực, nói chung là nhờ bên chỗ tổ trưởng dân phố hỗ trợ hàng ngày, chứ còn dân đâu có ra được, bởi vì tình hình là dịch căng quá nên người dân chỉ có ở trong nhà. Và ấp là yêu cầu là phải thật chú trọng. Đấy, chính đồng chí ấp trưởng cũng vất vả, ấp phó ban nãy tôi nói ở ngoài đó tôi gặp đấy, vất vả. Ấp phó mà phải đi mua cho người ta nữa thì chúng tôi có nghĩa gì? Thì cũng là tập trung anh em để đi mua phục vụ cho bà con. Thế còn cái này là tất cả toàn bộ hóa đơn với tiền bạc là ở trong này hết nhé, thím nhé. Cháu Liên gửi vào. Là bà con cần cái gì là chúng tôi lao vào, chúng tôi làm cái đó. Giúp cho bà con để tạo điều kiện cuộc sống cho bà con. Đấy. Nhất là vấn đề an toàn về vấn đề dịch bệnh. Bây giờ chống dịch bệnh như là chống giặc thôi. Chúng tôi quyết tâm vì cuộc đời tôi bộ đội về thì tôi sẵn sàng làm bất cứ một việc gì. Phục vụ cho bà con là được rồi, tốt rồi, là chú thấy khỏe người rồi.